Nhận định bóng đá Burnley với Liverpool 2 giờ 15 phút ngày 20 tháng 5 năm 2021. Tiếp đà chuỗi phong độ thăng hoa, Liverpool được dự đoán là sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Burnley ở vòng đấu tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phong độ của Burnley tại Premier League đang là tương đối thiếu tích cực với 5 thất bại trong 7 vòng đấu gần nhất. Không chỉ vậy, thành tích sân nhà của câu lạc bộ vùng Lancashire cũng phải nhận khá nhiều những chỉ trích từ giới chuyên môn. Cụ thể, họ đã để mất tới 36 trên 54 điểm tối đa sau 18 trận được chơi tại Turfmoor trong khuôn khổ giải bóng đá số 1 xứ sở sương mù kể từ đầu mùa. Ngoài ra, với việc đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và không còn nhiều cơ hội để cải thiện vị trí, động lực thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Sean Dyche trong những lượt đấu cuối này rõ ràng sẽ là không nhiều. Về phía Liverpool, tinh thần của họ đang lên rất cao sau cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân của West Brom hồi cuối tuần vừa rồi. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 được ghi vào phút bù giờ thứ 5 và người lập công là thủ thành Alisson Becker với một cú đánh đầu rộng ra hơn. Phong độ của lữ đoàn đỏ tại Premier League cũng hiện là rất ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp 6 thắng và 2 hòa. Nổi bật trong đó phải kể đến các thắng lợi 4-2 trước MU hay 3-0 trước Arsenal. Hơn thế nữa, Burnley còn vẫn luôn được coi là một trong những đối thủ ưa thích của đội bóng thành phố cảng. Bằng chứng là 10 lần chạm trán gần nhất với The Glares, họ đã thắng tới 6 và chỉ phải nhận đúng 2 thất bại. Tổng hợp những thông tin kể trên, chuyên gia soi kèo bóng đá trực tuyến tin rằng đặt cửa đội khách cho kèo toàn trận sẽ là một quyết định sáng suốt. Soi kèo tài xỉu, chỉ phải đối đầu với đối thủ yếu và không còn nhiều động lực như Burnley, Liverpool được dự đoán là sẽ rời Turfmoor với một chiến thắng rất đậm. Soi kèo hiệp 1, thống kê cho thấy, trong 5 trận đấu gần nhất của mình, Liverpool có tới 4 lần bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với lợi thế về mặt điểm số trong tay. Do đó, theo tỷ lệ kèo cá cược, nếu đặt cửa đội khách cho kèo hiệp 1, người chơi sẽ sở hữu tỷ lệ thắng kèo tốt hơn.